nông dân Ba Lan tấn công vào hậu phương Ukraine. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hiện tại thì chiến trường Ukraine đang diễn ra rất khốc liệt. Phía Nga vẫn là bên đang giành được lợi thế. Sau chiến thắng lớn tại Avdiivka, thì trong ngày hôm qua, quân đội Nga lại tiếp tục chiếm thế thượng phong tại Robotyne và Kryvyi Rih. Và giờ đây thì đang tiến vào vùng Chasovka. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đang đứng trước áp lực vô cùng lớn, từ ngoài chiến trường cho đến đằng sau hậu trường nội bộ. Liệu Tổng thống Ukraine sẽ có những kế hoạch gì? Hay ai sẽ là bên ra tay giúp đỡ ông đối phó trong tình huống gian nan này? Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bật mí về nó. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chỉ một người có thể cứu Tổng thống Zelensky. Theo các nguồn tin, sau chiến thắng tại mặt trận Avdiivka, mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga sẽ là Robotyne. Thất bại này cũng đang khiến Tổng thống Zelensky chịu áp lực lớn chưa từng có, từ mặt trận cho đến nội bộ chính trị trong nước. Xếp hạng tín nhiệm đối với Tổng thống cũng đang suy giảm nghiêm trọng. Giờ đây thì Tổng thống Zelensky đã không còn gì để có thể chứng minh với các đối tác phương Tây của mình. Nhưng đó vẫn chưa phải là dấu chấm hết đối với ông. Một nhân vật có thể cứu vớt ông Zelensky trong hoàn cảnh éo le này, không ai khác, chính là Tổng thống Nga Putin. Được biết rằng, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo về tình hình ở mặt trận Kryvyi Rih, thì ông Putin đã nói rằng vẫn chưa phải là quá muộn để giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ phản đối đàm phán, chúng tôi luôn ủng hộ đàm phán, và điều này cũng được áp dụng cho cả Ukraine. Tất nhiên là một đề xuất hòa bình được chấp nhận là phải dựa trên các điều kiện công bằng, chứ không phải những đề xuất mà phương Tây muốn Nga phải tuân theo. Theo các nhà phân tích, Nga đã đưa ra một cử chỉ thiện chí trong thời điểm hiện tại, khi mà Bộ trưởng Shoigu khẳng định rằng Moscow sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Và Tổng thống Putin một lần nữa cũng đề xuất giải quyết mọi vấn đề trên bàn đàm phán. Tất cả những gì còn lại bây giờ là nhìn vào phản ứng của phương Tây, nhóm người vốn đang cố gắng vắt kiệt mọi nguồn lực từ Ukraine để có thể kéo dài cuộc chiến với người Nga. Sau khi chiếm được Avdiivka, thì quân đội Nga đã giải phóng được thêm hơn 70 km vuông đất đai. Hiện nay thì quân đội Nga đã tiến vào Robotyne và sắp bắt đầu tiến vào Chasovka. Bên cạnh đó, kênh Izvestia đã dẫn lời Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm Dan Smith cho rằng phương Tây vẫn chưa sẵn sàng để đàm phán với người Nga. Theo ông này, nếu như sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Kiev bị giảm đi, thì châu Âu sẽ không thể cung cấp đủ hỗ trợ cho Kiev và quân đội nước này sẽ không có cơ hội giành chiến thắng, ít nhất là trong năm nay. Cũng theo ông Dan Smith, châu Âu đang kỳ vọng các sự kiện chính trị sẽ phát triển theo kịch bản này nếu như ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ. Giới lãnh đạo phương Tây vẫn đang kỳ vọng về một cuộc đối thoại có thể sẽ đến từ Kiev. Phương Tây thì vẫn tin vào chiến thắng của Ukraine trước người Nga nếu như thiết bị quân sự được gửi đến Ukraine và quân đội được huấn luyện kịp thời. Còn đối với Mỹ, chính quyền Biden vừa đưa ra lựa chọn khó khăn cho Ukraine. Lầu Năm Góc khẳng định rằng chính quyền Kiev sẽ phải bàn giao các thành phố khác sau Avdiivka, Bakhmut và Mariinka. Bộ quân sự Mỹ cũng tin rằng, để duy trì những chiến tuyến hiện có, thì Kiev cần phải có nguồn cung cấp tiền bạc, vũ khí và thiết bị khổng lồ, cũng như là thuận lợi trong việc huy động tân binh. Nhưng hiện tại, tất cả những điều này thì Ukraine đều đang không có. Tiết lộ tuyệt vọng từ những người lính bị bỏ lại tại Avdiivka. Giới quan sát quân sự trên khắp thế giới tuyên bố rằng, trong quá trình quân đội Nga chiếm giữ Avdiivka, một số lượng lớn máy bay chiến đấu của Kiev đã bị khống chế và hàng nghìn quân nhân đã biến mất. Tờ New York Times đã viết rằng có khoảng 850 đến 1.000 binh sĩ có thể đã bị bắt giữ. Và các quan chức phương Tây cũng đồng ý với dự báo trên. Tuy nhiên thì hiện số binh sĩ này lại được phía Ukraine liệt kê là mất tích. Còn theo CNN, trong một bài đăng dài trên Instagram, một người lính tên là Victor Pilia thuộc lữ đoàn 110 đã kể lại quá trình tuyệt vọng của những người lính đóng quân ở đó khi bị bỏ lại và tìm cách trốn thoát khỏi đống đổ nát như thế nào. Người lính này đã mô tả rằng con đường đến Avdiivka đầy xác người, phần lớn là binh lính Ukraine và xác pháo binh của địch. Họ không nhìn được bên ngoài, giống như một đàn mèo con bị mù đường. Trong số những người bị mắc kẹt, có một trung sĩ quân y 30 tuổi đến từ vùng Dnipropetrovsk tên là Ivan Zinik, biệt hiệu là Dizanko. Anh đã chiến đấu ở Avdiivka
gần 2 năm qua trong lữ đoàn 110. Nhưng vừa qua, anh này đã bị thương nặng và không thể di chuyển, nên đã bị quân đội Ukraine bỏ lại. Quân nhân này sau khi chờ đợi trong tuyệt vọng đã liên hệ với gia đình bằng một cuộc gọi video đầy cảm xúc. Cuộc gọi này sau đó đã được phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội tiếng Ukraine. Zinich đã nói rằng mọi người đã rút lui và bỏ đi. Họ nói với chúng tôi rằng sẽ có một chiếc ô tô đến để đón chúng tôi. Tôi bị gãy hai chân và bị đạn găm vào lưng. Tôi không thể làm gì khác ngoài cách chờ đợi ở đây. Có thể nói rằng, cuộc rút quân khỏi Adipka do tướng Sasky đưa ra được mô tả là chậm chạp, hỗn loạn và thiếu kế hoạch. Các chỉ huy được cho là đã chờ đợi quá lâu để ra lệnh rút lui nên mới đẩy binh lính nước này vào bi kịch chết chóc như vậy. Vào ngày 20 tháng 2, cố vấn của người đứng đầu Donetsk Jan Gagin đã nói rằng các chiến binh Ukraine hiện vẫn còn rải rác ở Adipka. Ông cũng chia sẻ rằng quân đội Nga đã tìm thấy rất nhiều binh lính bị thương đã bị đồng nghiệp và chỉ huy của họ bỏ lại để không tạo thành gánh nặng cho chính quyền Kiev. Đối lập với tình hình tại Ukraine, ở phía Nga thì người ta đang ăn mừng cho chiến thắng vẻ vang này. Tổng thống Putin đã có cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, vì bộ trưởng này cho rằng chiến dịch giải phóng Adipka nên được đưa vào sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục tại Nga. Ông nói thêm, quân đội của chúng tôi đã thực hiện 460 cuộc tấn công có độ chính xác cao mỗi ngày vào Adipka. Cuộc tấn công này đã tiêu tốn 200 tấn đạn dược. Quân đội Ukraine đã không thể chịu được áp lực. Họ buộc phải rút lui. Còn Tổng thống Putin thì cũng đã dành những lời khen ngợi cho những người lính trên chiến trường. Ông nói, tất cả những người lính Nga đã hành động rất dũng cảm và anh hùng. Họ xứng đáng nhận được những phần thưởng, sự khích lệ và những lời tri ân cao nhất từ đất nước và nhân dân. Còn đối với người dân ở Adipka, họ cũng cảm thấy hân hoan và vui mừng trước chiến thắng của người Nga. Một người dân ở đó đã chia sẻ rằng, chúng tôi rất vui vì quân đội Nga đã đến. Những người dân này cho biết, trước đó thì họ phải sống trong các tầng hầm và chỉ có thể ra ngoài lúc bom đạn tạm ngừng. Họ luôn sống trong sợ hãi. Người dân Adipka cũng cảm thấy rất may mắn vì nhờ cuộc tấn công nhanh chóng của quân đội Nga, mà quân đội Ukraine không có thời gian cho nổ tung hết các tòa nhà và cơ sở hạ tầng còn sót lại. Sau thất bại tại Adipka, chắc chắn là Ukraine sẽ tiếp tục xây dựng các tuyến phòng thủ ở những khu vực khác. Nhưng có lẽ sẽ không thể so sánh với Adipka vì vấn đề tài chính và thời gian. Việc giải phóng Adipka sẽ mở ra cơ hội cho lực lượng Nga có thể tấn công sâu hơn vào các khu vực tiếp theo của Ukraine. Nông dân Ba Lan tấn công hậu phương của Kiev. Được biết rằng các cuộc biểu tình rầm rộ của nông dân Ba Lan ở biên giới Ukraine đã dẫn đến việc các xe tải chở hàng quân sự cho quân đội nước này bị chặn lại. Tại Kiev, người dân Ukraine đang gọi người Ba Lan là trợ lý thân cận của Nga, coi những người nông dân là những kẻ khiêu khích thân Nga. Chính điều này đã khiến cho người dân Ba Lan càng tức giận hơn đối với chính quyền Kiev. Hiện tại thì các cuộc biểu tình của nông dân Ba Lan vẫn chưa được lắng xuống. Kể từ mùa thu năm ngoái, nông dân Ba Lan đã yêu cầu bãi bỏ phúc lợi dành cho tài xế xe tải và ngừng nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Gần đây nhất, những người biểu tình đã chặn việc di chuyển của các xe tải chở thiết bị quân sự của quân đội Ukraine. Trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh những chiếc xe tải chở đạn dược cho pháo binh Ukraine đã bị mắc kẹt ở biên giới suốt 3 ngày. Theo kênh Via Novosti, hàng trăm nông dân Ba Lan tham gia biểu tình đã phong tỏa các trạm kiểm soát ở khu vực biên giới, cũng như là các trung tâm giao thông và đường dẫn đến các ga tàu và cảng biển. Nhiều đám cháy cũng đã xuất hiện gần các trạm kiểm soát biên giới. Tất cả điều này cho thấy những nông dân Ba Lan có ý định sẽ phong tỏa biên giới trong thời gian dài. Theo chính quyền Kiev, có ít nhất 6 trạm kiểm soát đã bị phong tỏa. Tình hình nghiêm trọng nhất xảy ra tại trạm kiểm soát Zagodin Dorogus, nơi mà giao thông vận tải hàng hóa bị tắc nghẽn hoàn toàn. Được biết rằng mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đã trở nên phức tạp vào tháng 9 năm ngoái do lệnh cấm vận đối với ngũ cốc của Ukraine. Vào cuối năm ngoái, chính quyền Ba Lan đã đạt được một thỏa thuận với nông dân nước này. Chính phủ đã hứa hẹn các lợi ích và trợ cấp bổ sung. Nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra bởi vì nông dân tin rằng nông sản giá rẻ từ Ukraine không nên vào thị trường Ba Lan do lợi ích của EU. Vào cuối tuần trước, một cuộc biểu tình trên toàn quốc của nông dân đã bắt đầu nổ ra và họ đã nói rằng sẽ không rời khỏi đường phố cho đến ngày 10 tháng 3. Trước tình hình đang diễn ra ở khu vực biên giới, thì Tổng thống Zelensky đã coi đây là một sự nhạo báng và gọi Ba Lan là trợ lý của người Nga. Theo ông, tình hình ở trạm kiểm soát là do tiến trình chính trị chứ không phải do xuất khẩu nông sản của Ukraine.
Ông Zelensky chỉ ra rằng chỉ có khoảng 5% xuất khẩu nông sản của Ukraine đi qua biên giới Ba Lan. Còn về phía Ba Lan, thì Bộ trưởng Bộ Phát triển và Công nghệ Ba Lan Krzysztof Gedman thì kêu gọi chính quyền Kiev nên thận trọng khi bày tỏ những quan điểm như vậy. Ông cũng nhắc đến sự giúp đỡ mà Ba Lan đã dành cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu nổ ra. Nhà kinh tế học Ivan Lizan thì tin rằng người dân Ba Lan không quan tâm đến những phương tiện nào đang bị chặn ở khu vực biên giới. Vậy nên ông cho rằng những tuyên bố của Kiev về quan điểm được cho là thân Nga của người dân Ba Lan là vô căn cứ. Còn theo giới quan sát, tình hình ở biên giới Ba Lan-Ukraine là do hoạt động bán phá giá mà các nhà tài phiệt Ukraine đã tổ chức ở Ba Lan, cung cấp các sản phẩm và ngũ cốc giá rẻ tại đây. Điều này đã khiến những người nông dân Ba Lan đang phải chịu thiệt hại rất nặng nề. Mặc dù người dân Ba Lan được cho là đoàn kết và rất ủng hộ Ukraine, nhưng họ cũng rất để ý đến những lợi ích thực tế của riêng mình. Vũ khí hóa học của Ukraine. Trang tin Izvestia vừa đăng tải một bài viết có liên quan đến việc quân đội Ukraine đang chuẩn bị sử dụng các loại vũ khí hóa học trong khu vực xung đột. Đây là những vũ khí bị cấm trong Công ước Quốc tế về vũ khí hóa học. Điều này đã được công bố bởi Trung tướng của quân đội Nga Igor Kirillov. Theo Trung tướng Kirillov, chính quyền Biden đã chính thức loại bỏ vũ khí hóa học vào năm ngoái. Nhưng phía Nga vẫn còn những câu hỏi lớn về tính minh bạch về quyết định này của Hoa Kỳ. Bởi vì trên thực tế, quân đội Ukraine vẫn sử dụng các chất bị cấm ở tiền tuyến. Điều này đã được báo cáo trước đó bởi nhiều nguồn tin khác nhau. Theo nhiều nguồn tin cho biết, một số đơn vị của quân đội Ukraine đã sử dụng chloropiscrin. Đây là một loại khí độc được sử dụng đầu tiên trong Thế chiến thứ nhất. Loại khí độc này sau đó đã bị cấm dùng trong chiến tranh. Nhưng theo các nhà quan sát quân sự, thì loại khí này đã được nhắc đến trong trận chiến ở hướng Svatovsky vào tháng 11 năm 2022. Trước đó thì vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã gửi yêu cầu tới Trung tâm Điều phối ứng phó thảm họa Atlantic. Đây là một đơn vị được thành lập bởi NATO nhằm chống lại các tình huống khẩn cấp về dân sự. Trong đó, nêu rõ sự cần thiết là phải cung cấp cho quân đội nước này các phương tiện trinh sát hóa học, phương tiện khử độc và 80.000 bộ quần áo bảo hộ. Và cho đến tháng 2 năm 2023, thì chính quân đội Ukraine cũng đã đăng tải một đoạn video cho thấy việc trang bị vũ khí hóa học cho UAV và sử dụng chúng trên chiến trường. Đồng thời, một dữ liệu được công khai về việc vận chuyển các hóa chất kích thích thần kinh như là Benzi hoặc là chất tương tự đến vùng lãnh thổ Donetsk do Ukraine kiểm soát cũng đã được tiết lộ. Một năm sau đó, thì những thùng chứa các hóa chất này cũng đã được tìm thấy tại một trong những kho lưu trữ ở vùng Melitopol. Và điều quan trọng nhất cần lưu ý là những loại vũ khí hóa học này đều rất khó chế tạo với khả năng hiện tại của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, loại hóa chất được phát hiện tại Ukraine có nguồn gốc từ Mỹ. Hay chính xác hơn là nó đã được tổng hợp tại Trung tâm Hóa học Edwards của Lầu Năm Góc. Được biết rằng, Nga, Mỹ, Ukraine và đại đa số các quốc gia trên thế giới đều có tên trong việc ký kết công ước vũ khí hóa học. Đến năm 2017, Nga đã tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học trong kho vũ khí của mình, với khối lượng lên tới 40.000 tấn. Mỹ cũng tuyên bố rằng nước này có khoảng 35,4 nghìn tấn, nhưng lại nhiều lần trì hoãn thời hạn tiêu hủy chúng. Ngoài ra thì vẫn chưa rõ là có bao nhiêu đạn dược hóa học của Liên Xô thực sự đã bị phá hủy ở Ukraine, cũng như là ở các nước láng giềng Bulgaria và Romania trong suốt 26 năm thực hiện công ước. Cũng có không ít câu hỏi được đặt ra có liên quan đến tính minh bạch và khách quan của công ước này. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.